Cái team mình muốn chào anh em đó sẽ là một team full Man U Icon cộng 5. Một cái kèo mà khá là nhiều những fan Man U như mình thích và mong muốn có được trong cái tựa game này. Đó, ui, Gieo Bét luôn nè, Evra, William. Nói chung là bác Xuân Anh thì build một cái team rất là ok. Có cả các kèo icon cộng 5 khác, nhưng mà mình sẽ focus vào cái kèo full team Man U icon cộng 5. Không handicap đâu. Nhìn vào là tôi thấy handicap, nhưng mà tôi nghĩ là với Wayne Rooney icon thì nó sẽ khác. Đấy, ngoài những cái kèo icon có trên team, đây trước tiên chúng ta điểm qua đây, bộ đôi tiền đạo Rooney Percy. Bộ đôi tiền đạo làm mưa làm gió. Rooney chuyển dài, Percy vô lê dứt điểm, bức tường thành quỷ đỏ. Ô, không có mấy cái team có lo khác nhỉ? Đó. Có nhiều anh em build được những cái team có lo phụ nó rất là đầy luôn đấy. Percy dứt điểm 131. Nói chung là hai kèo này dứt điểm tốt. Vô lê chắc chắn là Percy hơn này. Nhưng mà Rooney là một cái kèo mà vô lê cũng không kém gì nha. Tôi sẽ cố làm những pha sút một chạm từ Robin van Persie. Hai cánh là David Beckham và Gilbert. Gilbert thì như mới lên ngày hôm nay. Tốc độ của Gilbert rất là kinh, khủng khiếp. Kèo cánh quá là cháy sượt, chỉ số cao nhất đội đấy. Gilbert này thì mình cũng đã qua bên Nick Bác Tùng rồi. Kèo này thì nếu như mà đá để hiệu quả thì đá cánh hoặc đá CF để chơi kiểu chọc khe, nhưng mà đá cánh vẫn ổn hơn. Dốc xong tạt thôi. Này, kèo léo này, rê bóng này. Ui, những cái bộ chỉ số rê bóng của Gilbert kinh khủng lắm. Dứt điểm 125. Tiền vệ trung tâm xoài xanh và Roy Keane ổn nha. Tôi đã qua kèo này rồi. Chung xoài xanh thì đá CDM ổn. Trung vệ Ferdinand Vidic. Đấy, cặp đôi trung vệ Cúpo, Evra và William. Thôi rồi, trải nghiệm thế nào? Let's go. William này. Không ai ngăn cản. Hãy cùng theo dõi chúng này. À, bí thế, bí vị trí quá. Rooney, một pha rất đề sở trường. Úi trời ơi, cái này xin xác được. Ui, tôi tí tôi phải xem lại quả đấy. Thề nó xoáy vãi luôn ấy. Percy, trời ơi, sao quả đấy. Quả đấy phải gần hơn nữa mình mới dám sút ngay. Anh ta đã phá bóng ngay trước mình thôi, phòng thủ tuyệt vời. Đội bóng rất cần những pha xuất chúng của hậu vệ khi thủ môn của họ đã bị đánh bại. Sút sạch. Đó là Gieo Bét. Gieo Bét thì có cái kiểu tốc độ khá là giống Pele đấy anh em ạ. Là cái kiểu là chạy thì ok, nhưng mà bứt thì nó hơi khoai. Ồ, đó nên là đường chuyền. Pen. Đây rồi, bàn thắng cho Percy. Percy thì chuyên gia có kiểu sút tung góc bên tay phải này. Đấy. Đúng như ngoài đời luôn. Ngày xưa Percy chuyên mình đấy khá là nhiều. Hắn chuyên gia hắn rút kiểu tung lóc bên tay phải mà kiểu mấy ông gôn chả bao giờ bắt được đâu. Với tỷ số 3-0 hiện tại, họ cả. Ui giời. David Beckham. Ui, Beckham chuyền kìa. Đó là thánh chuyền bóng. Nice. Ai không có vô. Ok á. Đúng rồi. Mất bóng liên tục. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Ui giời ơi. Nguy hiểm. Nhìn đi mình chạy khó chịu nhờ. Biệt vị rồi. Tức ngay điều gôn mà. Roy Keane đá được kìa. Cảm giác Percy di chuyển chưa được bung lắm ta.
trận này thì ăn 2-0 rồi nhá. Đó, gieo bet rồi, trời ơi. Có cơ hội ngay bây giờ. Úi trời ơi, đi gôn này. Cứ gì gôn đấy, tổ không tổ. Cứ gì gôn đấy. Trông kìa. Tờ C này sẽ xé hoặc đá cánh thì mình nghĩ sẽ hay hơn. Xoài xanh đá RM được này. Đấy không cam đi. Hợp lý. Gieo bét cắm. Đấy, đẹp ngay, vẫn đẹp. Công sẽ thấy một sự kinh dị khi chạy chỗ, nhưng mà gieo bét cắm thì nếu mà không thoát được hậu vệ là đá bí lắm ấy. Chỗ này chúng ta đã mất cặp tiền đạo song sát là Wayne Rooney, Robin van Persie. Ở đây sẽ là một cơ hội dành cho Gieo Bét. Gieo Bét được cái 6 sao cho nên là hoàn toàn tôi có thể nghĩ về một cái kèo Ethonando. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Có thể có bàn thắng. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Một nó chạy điên đấy. Úi giời ơi. Tony Cook không như đi rồi. Thần chỉ phết nha. Chả nhẽ lần này không xuyên háng được. Ê, hai lần. Không ai đái hai lần trên một dòng sông. Người ta chỉ đái 3-4 lần, 5-6 lần mà. Cả hai đội. Đi. Em bẻ chạy kìa. Thích vãi. Đó là Gieo Bét. Chúng ta đang hướng về một hat-trick của Gieo Bét. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Và đó sẽ là cơ hội. Đó là ồ, thật dễ dàng cái thủ môn. Truyền này. Truyền về tiếp này. Đấy. Truyền ngang này. Ba người, một người này. Hai người này. Tạt này. Chết này. 3-0 này. Hát chết này. Trời ơi. Hôm nay cầu thủ đó đã có một cú hát chết. Anh đã chơi rất tốt. Màn tình diễn vô cùng cấp. Cantona thì Cantona là đang cột 4 mình không đá à. À Park đi đề kìa. Đá chưa? Ui. Úi giời. Bất bóng trong vòng cấm. Băm của kinh quá. Tăng tốc. Sút. Au. Đó là Torres. Ồ, đây là điều tôi muốn xem nhất, một pha giật gót. Thật tuyệt khi sút. Tuyệt vời. Quả bóng vừa mắt của Wayne Rooney. Một bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc. Có chịu nhé. Trong giờ nghỉ để làm một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Bàn thắng là phần thưởng quá xứng đáng cho cả tập thể. Một trận đấu phi thường ở đây. Hai đội đã chơi rất tốt. Họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. Tuyệt vời. Quả thắng vừa mới mắt của Schweinsteiger. Thế thôi, đá này người ta lại bảo đá dùng tiền đá mất thôi. Dùng tiền đá. Ai? À! Ben! Trời ơi! Quả đấy tôi câu Ben luôn á. Má nó quật con nhà người ta tới công chuyện luôn. Ui. Lại cách biệt một bàn. Mấy phút cuối công như thế rồi. Ê, khó chịu thật đấy.
6-6 cân bằng nha. Nào, trận này thì idol Percy khó tính của chúng ta sẽ đá tiền đạo cắm chủ lực. Trận đấu mà theo như cá nhân tôi thấy là khá là khó khăn. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Và xử lý kỹ thuật rất trống trải. Ui, Percy đón bóng đẹp quả đấy là sút luôn đấy. Hôm nay chơi kiểu phản công ảo đấy. Robin, Percy, có góc là Percy có bàn. Đó như là cái tố chất của Robin và Percy, những pha đóng góc gần được mạnh, xịn sò cân bò. Quá gần. Bây giờ anh ấy đang như nào? Đúng. Sẵn sàng chào đón mừng một bàn thắng rất đẹp. Không biện bị. Thấy cái này chắc, quả chắc luôn. Percy với cái lòng trong chân trái, cái cảm giác pha chuyền này của mình tốt kìa. Sút này. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Xin. Cú hất chiếc cửa Percy. Chết. Úi dồi ôi. Vẫn sút luôn ạ. À, Onino, Onino. Tất cả tấn công. Cướp nó. Trời này đá đúng kiểu vui luôn á. Tay này à, tay này chơi kiểu sút láo quá. Ôi, trận cuối cùng giải trí này là hợp lý rồi đấy. Trận cuối vui vẻ, nhẹ nhàng, thế là đẹp rồi. Cảm ơn anh em nhá.